Anh Vương Nguyễn, anh có đặt ra câu hỏi đó là vaccine nào cho gà một lần mà ngừa được nhiều bệnh không? Hiện tại trên thị trường thì đã có những cái dòng vaccine là từ 1 ngày tuổi mình có thể sử dụng cái năm ba bệnh hoặc là 5 bệnh rồi ạ. Nhưng mà để tốt nhất thì là mình nên nên phòng từng bệnh cho từng cái giai đoạn riêng. Ví dụ như là nếu mà như để cái đáp ứng miễn dịch của con gà đối với những cái dòng vaccine đấy là tốt nhất, thì ví dụ như là ở trong cái 2 ngày tuổi thì mình có thể sử dụng cầu trùng này, 5 đến 7 ngày tuổi mình có thể sử dụng cái NIU IB này, sau đó mình có thể dùng tiếp tục là dùng cái gung đậu và ILT theo cái lịch, đúng cái lịch trình mình sẽ sử dụng từng cái vaccine cho từng cái giai đoạn ngày tuổi của con gà, thì lúc đó con gà sẽ tiếp nhận là cái kháng kháng nguyên mình đưa vào để sản sinh và đáp ứng lại cái miễn dịch, tạo ra cái kháng thể phù hợp nhất và tốt nhất, tối ưu nhất để có con vật đáp ứng lại cái miễn dịch đó và đưa ra cái phòng hộ tốt nhất ạ. Vâng ạ, anh ơi, thì để đảm bảo mà đàn vật nuôi nhà mình luôn luôn khỏe mạnh với cái thời gian từ 1 ngày tuổi cho đến là mình xuất chuồng ấy, thì nhớ làm đầy đủ lịch trình vaccine từ 1 ngày tuổi cho đến xuất chuồng cho em nhé. Thì lúc đấy đàn vật nuôi nhà mình mới đảm bảo về sức khỏe này, đảm bảo về những tạo ra những cái kháng thể để miễn dịch tốt nhất cho đàn vật nuôi. Thì cảm ơn anh rất nhiều với câu hỏi rất hay, đúng ạ. Thì anh ơi, đợt này nhà mình chăn nuôi nhiều không, thì anh có thể là trong quá trình chăn nuôi anh có vướng phải những cái vấn đề thắc mắc gì có thể lên đây hỏi trực tiếp em Ảnh và em Mai, thì hai em có thể hỗ trợ trực tiếp nhà mình nhiều hơn ạ.